Hồng Lệ đang tạm vượt lên ở vị trí số 1. Tiếp sau đó là Nguyễn Thị Oanh. Chân chạy của Indonesia cũng đang nỗ lực để giành lại ưu thế của mình. Chuyên gia cũng nói rằng chiến thuật của Oanh ngày hôm nay rất có thể sẽ là cần khoảng hơn 15 vòng đầu để thăm dò trước khi dốc sức ở những vòng đua cuối. Và đây là lúc mà Nguyễn Thị Oanh đang tăng tốc để tạo ra cách biệt với nhóm bám đuổi. Sẽ là 400m cuối. Oanh đang đứng ở vị trí số 1 và vị trí thứ 2 là Phạm Thị Hồng Lệ, hai vận động viên đều của Việt Nam. Vận động viên mang số áo 416 của Indonesia lúc này đã tụt lại trước những bước tăng tốc của Nguyễn Thị Oanh cũng như Phạm Thị Hồng Lệ. Những hình ảnh rất đỗi tự hào của người hâm mộ Việt Nam. Oanh đang tạo ra một cách biệt lớn với Hồng Lệ và tấm huy chương vàng đang nằm trong tay của Nguyễn Thị Oanh rồi. Nếu đạt được thành tích này thì Nguyễn Thị Oanh sẽ san bằng kỷ lục của người đồng nghiệp, đó là Nguyễn Thị Huyền, chân chạy của Nam Định, với 12 tấm huy chương vàng ở các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á, số lượng huy chương vàng lớn nhất mà một vận động viên sở hữu được ở các kỳ SEA Games. Thành tích không phải là quá ấn tượng với hơn 35 phút, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành phần thi của mình. 10.000m, 35 phút 11 giây. Hồng Lệ là người cán đích ở vị trí thứ 2. Cặp đôi của Điền Kinh Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ hai vị trí dẫn đầu ở nội dung chạy 10.000m nữ này. Về thứ ba là vận động viên Odekta Naibaho của Indonesia, người cũng xứng đáng nhận được sự khích lệ và ngưỡng mộ của các cổ động viên. Người đã thi đấu rất fair play trong suốt chặng đua của mình với hai vận động viên của Việt Nam. Nhưng sau cùng thì Odekta không vượt qua được sự xuất sắc của Nguyễn Thị Oanh cũng như Phạm Thị Hồng Lệ, những chân chạy cự ly dài tốt nhất của Điền Kinh Việt Nam cũng như là tốt nhất của Điền Kinh Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Phạm Thị Hồng Lệ đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games của mình sau những gì cô đã đạt được ở kỳ SEA Games năm ngoái diễn ra trên sân nhà. Nhưng không sao, tấm huy chương đó cũng đã thuộc về một người đồng đội, một người đồng hương. Niềm vui chung dành cho Điền Kinh Việt Nam cũng như các cổ động viên Việt Nam. Năm ngoái thì Phạm Thị Hồng Lệ hoàn thành phần thi với thời gian 35 phút 56 giây 38. Nhưng năm nay thì Hồng Lệ xếp sau Nguyễn Thị Oanh. Lần đầu tiên tại một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á, Nguyễn Thị Oanh giành được trọn bộ huy chương trong những nội dung mà cô đăng ký: 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và ngày hôm nay nội dung cuối cùng 10.000m.
Những vận động viên còn lại ở top sau vẫn đang rất cố gắng để hoàn thành phần thi của mình. Đây là phần thi vượt lên chính mình trước khi vượt lên trên các đối thủ, và không ai muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lại là những hình ảnh với lá quốc kỳ Việt Nam tung bay tại sân vận động quốc gia Morodok Techco của Campuchia. Những hình ảnh mà giới chuyên môn cũng đã dự đoán được từ trước, nhưng nó vẫn luôn mang lại một cảm xúc đặc biệt cho những cổ động viên Việt Nam, những người đang trực tiếp chứng kiến điều này trên sân vận động Morodok Techco, cũng như các khán giả đang theo dõi trực tiếp trên các kênh sóng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Thật sự rất đáng tự hào với Nguyễn Thị Oanh. Ngày mai thì Nguyễn Thị Oanh sẽ bay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Và với thành tích xuất sắc vừa qua thì Nguyễn Thị Oanh sẽ nhận được rất nhiều những phần quà từ các mạnh thường quân, các nhà tài trợ. Nghị lực tuyệt vời của Nguyễn Thị Oanh. Odekta của Indonesia cũng rất đáng khen ngợi, mặc dù chưa thể đổi màu huy chương của mình. Xem trọn vẹn SEA Games 32 trên Facebook, YouTube, TikTok, Netsport.